Rồi, hello, xin chào mừng tất cả anh chị em quay trở lại với livestream của Phúc trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúc cho cả nhà có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Rồi ngày nay thì Phúc cùng với cả nhà của mình đi qua một cái kiến thức rất là tuyệt vời, một cái chìa khóa vạn năng để giúp cho các anh chị mở cửa tất cả những cái mục tiêu của mình. Rồi bao nhiêu số anh chị mong muốn nhận được cái bí kíp này, thì hãy cùng với Phúc cho phép bản thân của mình đón nhận những kiến thức mới ngày hôm nay ha. Cũng sẽ có những cái anh chị em cũ cũng đã đồng hành với Phúc một thời gian, nhưng mà các anh chị em mình đã ra những cái quyết định cho cái cuộc đời của mình, cho cái hành trình của mình trong những cái khoảng thời gian là 5 năm tới, 3 năm tới, 10 năm tới mình sẽ có cái gì. Thì hôm nay thì hãy cùng với Phúc viết cho mình cần phải làm cái điều gì để mà các anh chị có được những cái mục tiêu đó. Rồi, cái việc đầu tiên ngày hôm nay các anh chị em cùng làm với Phúc đó là các anh chị hãy ra quyết định. Nếu như các anh chị cảm thấy rằng cuộc sống của mình đang có những cái vấn đề, mình không có hài lòng về cái cuộc sống hiện tại, ví dụ như các mối quan hệ của các anh chị chưa ok, hiện tại là cái sức khỏe của mình nó chưa có đảm bảo, chưa có đáp ứng cho cái cuộc sống này, và mình cảm thấy rằng là đôi khi mình đứng trước một cái cơ hội nào đó, hoặc là đôi khi mình đang kinh doanh một cái công việc rất là tốt, nhưng mà mình lại không có, vì một cái lý do rằng là mình không có đảm bảo cái sức khỏe để mình tiếp tục làm cái công việc đó, hoặc là cái tài chính hiện tại của mình nó chưa ok, và mình mong muốn rằng là sau 6 tháng, sau 1 năm, sau một cái hành trình là 3 tới 5 năm, 10 năm, mình sẽ trở thành một cái con người mà mình mong muốn, một cái phiên bản tốt nhất của chính bản thân mình. Đó là hãy cùng với Phúc ra quyết định lại cuộc đời của mình nha. Rồi, các anh chị sẽ viết lại nè, viết ra trong cái cuốn tập của mình là ví dụ như là trong một năm tới là tháng 4 ha, ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024, các anh chị sẽ có cái điều gì? Hãy ra quyết định về tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của anh chị trong cái thời hạn đó. Hoặc là các anh chị sẽ làm trong 6 tháng, nhưng mà cái việc mà để các anh chị đảm bảo rằng là hành trình mình bước đi nó được rút gọn hơn, nó được nhanh chóng hơn, được tiềm thức và vũ trụ hậu thuẫn cho mình tốt hơn, thì các anh chị sẽ viết cái bức tranh 6 tháng nè, đặt ra quyết định mục tiêu cho mình 6 tháng, sau đó là đến 1 năm ha. Hoặc là các anh chị có thể có những cái mục tiêu dài hạn hơn. Và để mà chúng ta có được những cái kết quả sau 6 tháng, sau 1 năm hoặc sau một cái thời gian dài hạn đó, thì trong 1 tháng chúng ta cần phải làm cái điều gì? Đó là cái bước mà ngày hôm nay Phúc gửi tặng đến cho các anh chị. Đó chính là đặt mục tiêu thông minh bằng luật hấp dẫn. Mỗi 1 tháng chúng ta sẽ làm cái này một lần, và đây chính là một cái chìa khóa vạn năng để cho các anh chị mở cửa tất cả những cái mục tiêu của mình. Rồi vậy thì cái công thức này nó sẽ đảm bảo là 5 cái yếu tố mà các anh chị cần đảm bảo ở đây. Nó phải đúng, nó phải đủ 5 cái yếu tố này thì nó mới giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu này nha. Rồi ok, cái yếu tố đầu tiên đó là đơn giản. Đơn giản ha, mục tiêu của các anh chị phải là đơn giản. Vậy thì đơn giản ở đây là như thế nào? Đối với một số chị em nói rằng là tôi mong muốn là tôi sẽ giàu có, tôi sẽ thành công. Vậy thì mỗi chúng ta ở đây sẽ có một cái định nghĩa về cái việc mà thành công, giàu có là như thế nào. Vậy thì một số anh chị nói rằng là tôi chỉ cần có một cái cuộc sống gọi là có một cái sự dư giả, có nhà, có xe, có đầy đủ điều kiện để dành cho con của tôi học tập một cách tốt nhất, ở những cái môi trường và ăn những cái thức ăn tốt nhất. Vậy đó là một cái sự giàu có rồi. Nhưng đối với một số người, họ lại có một cái tầm nhìn xa hơn, họ lại có những cái ước mơ lớn hơn, thì họ mong một cái sự giàu có là gì? Họ sẽ trở thành triệu phú, họ sẽ thành tỷ phú. Mỗi chúng ta sẽ có một cái định nghĩa về cái việc sự giàu có là khác nhau. Hoặc là cái sự cụ thể và rõ ràng đây, ví dụ như một cái việc, ví dụ như các anh chị đi chợ ngày hôm nay đi, các anh chị cụ thể là mình sẽ đi ra mình mua món gì, và các anh chị viết ra giấy là tôi ra là tôi mua món này với số lượng bao nhiêu, và mình ra chợ mình mua chính xác cái món đó luôn với số lượng và đáp ứng cái nhu cầu của mình. Nhưng ngày hôm nay các chị không rõ ràng với mục tiêu của mình,
thì các anh chị ra chợ đôi khi mình mua rất là nhiều thứ, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài chính của mình. Hoặc là các anh chị ra không mua được gì và đi về tay không, vậy thì mình không có cái gì để ăn. Đó là cái lý do mà các anh chị phải có một cái sự rõ ràng và cụ thể cho cái mục tiêu của mình các chị nha. Rồi cái thứ hai đó là cái mục tiêu của anh chị phải nó có cái ý nghĩa. Vậy thì cái ý nghĩa ở đây là như thế nào? Tức là trong cái mục tiêu của mình, trên cái hành trình mình đi để mình đạt được cái mục tiêu đó, nó có thể nó sẽ gặp những cái điều nó chưa thuận lợi. Các anh chị hình dung rằng cái việc mà mình đi từ nhà đến công ty đi, mình cũng sẽ gặp những cái điều kiện, dù như là đôi lúc là đèn đỏ liên tục, đôi lúc là xe cộ rất là đông, đôi lúc là sẽ có cái này chắn ngang đường, chắn cái kia chắn ngang đường. Nhưng bây giờ là chúng ta cũng đi trên cái hành trình thành công của mình, đi trên cái hành trình để chúng ta đạt được tới cái sự giàu có của mình. Vậy thì chúng ta làm cái cách nào để mà chúng ta đảm bảo rằng là mình vững vàng về một cái sức mạnh tính cách và mình đi tới cái hành trình của mình đã. Đó chính là anh chị hãy liệt kê ra tất cả những cái lý do tại sao các anh chị phải đạt được cái mục tiêu này. Và khi đó, khi mà các anh chị đưa ra những cái lý do thì nó sẽ kích hoạt cái tiềm thức của chúng ta, kích hoạt cho chúng ta có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ để chúng ta bằng mọi giá tôi phải làm được điều này. Bởi vì khi mà tôi đạt điều này, tôi mới thực hiện được cái mục tiêu. Ví dụ như là trong tháng 4 này, anh chị đạt mục tiêu là 100 triệu đồng lợi nhuận. Vậy thì 100 triệu đồng lợi nhuận để các chị làm việc gì? Dùng số tiền đó để làm cái việc gì? Ok không ạ? Các anh chị, ví dụ như là các anh chị đặt mục tiêu rằng là chưa bao giờ trong cái cuộc đời của mình làm cái điều gì cho cha mẹ của mình cả. Vậy thì cha mẹ của mình có một cái kế hoạch rằng là sẽ sửa sang lại cái ngôi nhà. Và ước mơ của anh chị là trong cái 100 triệu đồng lợi nhuận này, các anh chị sẽ trích bao nhiêu phần trăm để báo hiếu cho cha mẹ của mình, để san sẻ cái gánh nặng cho ba mẹ của mình, để giúp đỡ cho ba mẹ của mình. Và đó cũng chính là cái ước mơ được báo hiếu, được giúp đỡ, được yêu thương, được thể hiện cái tình cảm của mình đối với ba mẹ, đối với gia đình của mình. Đó chính là cái việc mà ý nghĩa của mục tiêu ha. Ở đây thì mỗi chúng ta sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Các anh chị có thể phát triển bản thân, các anh chị có thể là mở một cái doanh nghiệp nào đó, hoặc là các anh chị có thể là mình sẽ là dành cái số tiền này để mình xây một cái ngôi nhà, hoặc là các anh chị có thể mua một chiếc xe. Đó là những cái điều, những cái mong muốn của chúng ta nó sẽ khác nhau. Rồi cái yếu tố thứ ba đó là bất khả thi nhưng không phi thực tế. Vậy thì nó được hiểu như thế nào? Bất khả thi nhưng không phi thực tế thì ở đây Phúc cũng chia sẻ với các anh chị luôn. Đó chính là cái mục tiêu của anh chị là một cái con số. Một cái con số ví dụ như là thu nhập của anh chị chỉ có 5 triệu một tháng. Thì các anh chị không thể đạt là mình chỉ đặt lên 5 triệu mốt, 5 triệu 2, 5 triệu rưỡi, thì đó là cái khả năng chúng ta chỉ cố gắng một tí xíu. Chúng ta chỉ cần dùng ý thức của mình để chúng ta làm việc chăm chỉ một tí xíu thì chúng ta đã đạt được mục tiêu đó rồi. Nhưng nó không được có phi thực tế, có nghĩa rằng là các anh chị không thể đặt cái mục tiêu đó lên gấp 100 lần, gấp 1.000 lần chỉ có trong vòng 30 ngày thì nó quá phi thực tế. Hoặc là các anh chị có không thể tự nhiên là mình đang sống trên vũ trụ này, tự nhiên mình mọc ra một cái đôi cánh và mình bay lên bầu trời, thì đó là cái một cái điều nó rất là phi thực tế các anh chị ha. Trong cái hành trình này thì chúng ta phải có cái hành động mới. Hành động mới ở đây là những cái hành động gì? Ví dụ như trong cái hành trình của các anh chị đi, trong cái cuộc sống mình đi, mình chưa bao giờ có một cái điều gì để mình nghĩ tới cái mục tiêu của mình hành động cho cái mục tiêu của mình đi. Thì ngay bây giờ, ngay lúc này thì các anh chị sẽ có những cái hành động mới, như thay vì chưa bao giờ mình rèn luyện cái tính kiên trì của mình, thì ngay bây giờ các chị rèn luyện cái tính kiên trì của mình bằng cách là các chị có thể tham gia những cái môi trường học tập
để giúp cho các chị phát triển bản thân của mình lên, giúp cho các anh chị là phát triển cái tư duy của mình lên. Hoặc là chưa bao giờ các anh chị có thể rằng là mình sẽ đọc một cuốn sách đi chẳng hạn, bây giờ mình cũng sẽ rèn luyện những cái thói quen của người thành công, có những cái hành động mới để mình cam kết cho cái mục tiêu của mình. Ok cả nhà. Và cái thời gian ở đây đó chính là chúng ta đang đưa tiềm thức của mình đi trước 30 ngày. Đưa tiềm thức của mình đi trước 30 ngày. Có nghĩa rằng là hôm nay là mùng 3 tháng 4. Chúng ta để cho tròn 1 tháng thì là ngày 30 tháng 4 ha. Ngày 30 tháng 4 chúng ta sẽ sống cho cái ngày đó. Rồi ok, Phúc sẽ chia sẻ cho các anh chị ba cái khía cạnh mà chúng ta cần đặt cái mục tiêu trong 30 ngày. Đó chính là cái tài chính, cái sức khỏe và cái mối quan hệ của chúng ta. Và ở đây là một số anh chị nói rằng là hiện tại là mình chỉ có cần tài chính thôi. Mình chỉ có cần tài chính và đi kiếm tiền thôi. Và sau đó khi mà mình có tiền, mình sẽ quay trở lại với cái cuộc sống của mình. Mình sẽ bồi đắp cho mối quan hệ và mình lo cho cái sức khỏe của mình. Hoặc là ngay bây giờ các anh chị có tiền rồi, các anh chị có tài chính dư dả rồi, các anh chị lại tập trung vào sức khỏe của mình và mình lãng quên đi hai cái khía cạnh còn lại. Ngay bây giờ các anh chị hãy đặt cho Phúc một cái mục tiêu, đó là các chị sẽ có tất cả luôn. Người thành công họ sẽ chọn tất cả ha, chọn tất cả rồi. Để mà các anh chị thấy được sự rõ ràng, sự cụ thể, cái yếu tố nó phi thực tế, bất khả thi nhưng không phải thực tế, mà một cái thời gian cụ thể rõ ràng để chúng ta đáp ứng được năm cái yếu tố đó. Các anh chị vạch ra cho Phúc ba cái cột ha. Ba cái cột đây là cái đầu tiên là sức khỏe, cái thứ hai là cái tài chính và cái thứ ba là cái mối quan hệ ha. Các anh chị có thể chia làm ba cột. Ba cột để mình thấy được một cái sự rõ ràng cụ thể. Rồi cái đầu tiên là cái sức khỏe của các anh chị. Sau 30 ngày tức là ngày 30 tháng 4 đó, các anh chị sẽ có một cái sức khỏe như thế nào? Các anh chị không thể nói rằng tôi khỏe mạnh, tôi năng lượng, đó là một cái yếu tố thôi. Nhưng mà các anh chị cần có một cái sự rõ ràng và cụ thể. Ví dụ hiện tại các anh chị có một cái cân nặng nó chưa hài lòng, các anh chị quá ốm hoặc là quá mập, thì chúng ta sẽ đặt lại cái mục tiêu của mình bằng cái cách là tăng bao nhiêu ký, giảm bao nhiêu ký. Và các anh chị kỹ hơn nữa thì tăng bao nhiêu ký cơ và giảm bao nhiêu ký mỡ, để chúng ta có một cái body như chúng ta ý muốn, như chúng ta mong muốn, như chúng ta có sẵn cái mẫu hình ảnh mà chúng ta rất là thích cái đó ha. Có một cái sự rõ ràng là ở đó. Hoặc là các anh chị có một cái sự tự tin nè, một cái sự tự tin nó cũng đến từ cái năng lượng, cái sức khỏe của chúng ta luôn. Các anh chị có khả năng rằng là mình có một cái sự tự tin, có một cái khả năng, có một cái sức khỏe là tràn đầy năng lượng. Anh chị có cái làn da nó hồng hào, nó đẹp hơn, nó sáng rạng, các anh chị có thể tỏa sáng ở trước một cái đám đông nào đó. Đó là cái cách để các anh chị đặt một cái mục tiêu đảm bảo năm cái yếu tố. Về đầu tiên là yếu tố sức khỏe ha. Cái thứ hai là về cái mối quan hệ của các anh chị. Trong gia đình mình sẽ đi từ những cái mối quan hệ gần nhất. Ví dụ như là trong cái gia đình của mình, các anh chị đang có cái mối quan hệ nào mà các anh chị chưa cảm thấy mình hài lòng, chưa cảm thấy là nó có cái sự hòa hợp và hạnh phúc. Ví dụ như là chồng của chị đi, vợ của các anh chị đi, hoặc là các con của mình, hoặc ba mẹ chồng, ba mẹ vợ. Các anh chị đang không thấy hòa hợp với ai, hãy đặt mục tiêu, viết tên ra ngày đó là sau 30 ngày này, có nghĩa là ngày 30 tháng 4, tôi có một cái mối quan hệ nhiệm màu đối với cái người gì đó, tên gì đó, rõ ràng ra. Được không ạ? Rõ ràng ra. Còn cái trường hợp thứ hai đó là các anh chị đã có cái sự hòa hợp với tất cả những người thân trong gia đình của chúng ta rồi. Vậy thì hãy ghi cho Phúc một cái câu, đó là tất cả mọi người thân trong gia đình của tôi đều yêu thương, biết ơn và tự hào về chính bản thân của tôi. Tại sao có cái chữ tự hào? Bởi vì rằng là trên cái hành trình chúng ta bước đi, khi mà chúng ta đạt được những cái kết quả đó, chính mình tự hào về mình và những cái người xung quanh họ sẽ tự hào về chúng ta. Đúng không ạ? Hoặc là một số anh chị nói rằng là gì? Trong cái cuộc sống của chị đây, chị chưa từng thấy rằng là chị hòa hợp với bất kỳ ai trong mối quan hệ này. Kể cả là ba mẹ, chồng con hay là chính mình,
Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với chính mình. Quay trở lại với chính mình, bắt đầu học cách yêu thương chính bản thân của mình. Khi đó các anh chị mới có thể kết nối những cái mối quan hệ xung quanh ha. Rồi ok, nếu như mà các anh chị chưa biết cách làm thế nào để các anh chị có thể kết nối được với chính mình thì các anh chị có thể nhắn cho Phúc ha, Phúc sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Rồi, và các anh chị đặt thêm một cái mục tiêu cho cái mối quan hệ của mình nữa là chúng ta sẽ có những cái mối quan hệ với khách hàng hoặc là những cái mối quan hệ đối với những cái đối tác chất lượng của mình, là tôi có những cái đối tác VIP, những đối tác chất lượng, và những cái đối tác đó giới thiệu thêm cho tôi nhiều đối tác nữa, và những cái đối tác đó họ luôn yêu thương, biết ơn và trân trọng và đồng hành cùng với tôi suốt trọn cuộc đời. Ok, các anh chị ok cái mối quan hệ này chưa? Và chúng ta sẽ đi qua cái tài chính của mình ha. Và cái con số tài chính thì các anh chị sẽ đáp ứng theo những cái yếu tố sau. Rồi ok. Vậy thì các anh chị, hôm nay là tháng 4, khởi đầu cho tháng 4. Và cái con số này nó sẽ đặt theo một cái công thức, đó chính là trung bình cộng của 2 tháng vừa rồi, có nghĩa là tháng 2 và tháng 3. Và các anh chị nhân đôi cái số đó lên. Được không ạ? Phúc sẽ ví dụ ha. Ví dụ như là một cái tháng các anh chị có thu nhập là 10 triệu là tháng 2. Và tháng 3 các anh chị có các chị sẽ tập trung lợi nhuận nha. Tháng 2 mình sẽ có lợi nhuận 10 triệu, tháng 3 có lợi nhuận là 20 triệu. Các anh chị sẽ trung bình cộng là 15 triệu và gấp đôi cái số đó là cái con số 30 triệu, sẽ là cái con số mục tiêu trong cái tháng 4 này. Phúc sẽ lưu ý cho cả nhà của mình một cái lưu ý. Ví dụ như các anh chị đã có gia đình rồi, có chồng, có vợ. Ví dụ như là chồng của các anh chị trong tháng này có cái thu nhập là 10 triệu, đưa hết cho mình 10 triệu thì chúng ta sẽ tính vào đó luôn, tính vào lợi nhuận của chúng ta luôn. Bởi vì chồng của chúng ta sẽ là nguồn lực của chúng ta. Còn nếu như chồng của các anh chị làm doanh nghiệp, làm công ty nhưng mà mỗi tháng chỉ có trích ra vài triệu đồng đưa cho các anh chị thôi, vậy thì chúng ta chỉ tính trong cái khoản đó thôi các anh chị ha. Rồi ok. Và khi mà các anh chị đặt mục tiêu thì các anh chị phải sau khi mình đã rõ ràng 5 cái yếu tố đó rồi và 3 cái khía cạnh trong cái việc mình đặt mục tiêu trong 30 ngày thì các anh chị hãy mã hóa ra một cái bức tranh. Các anh chị hình dung là một cái đứa trẻ, các anh chị đưa cho nó một cái quyển sách đi, bảo nó đọc, hoặc là đưa cho nó một cái video. Thì bản thân của chúng ta hay là một cái đứa trẻ thì nó sẽ thích là xem cái video, nó sẽ có hình ảnh, nó sẽ có âm thanh, nó sẽ có những cái cảm xúc ở trong đó hơn là mình chỉ nhìn những cái dòng chữ. Và tiềm thức của chúng ta cũng y như vậy. Nên là các anh chị hãy mã hóa ha, mã hóa những cái hình ảnh, mã hóa cái bức tranh của mình ra bằng những cái hình ảnh. Các anh chị nào chưa rõ thì nhắn cho Phúc luôn ha, nhắn cho Phúc hoặc những anh chị em hỗ trợ của mình để các anh chị em có cho mình sẽ giúp đỡ hỗ trợ từng bước cho các anh chị em nha. Rồi ok. Và sau khi các anh chị đã hiểu rõ 5 cái yếu tố đó rồi, vậy thì chúng ta sẽ ghép lại thành một cái bức tranh tài chính trong cái tháng 4 này. Các anh chị sẽ hình dung qua một cái việc. Ví dụ là trong cái tháng 4 này, ngày 30 tháng 4, các anh chị sẽ tổ chức sinh nhật cho con của mình. Và trong đầu của mình sẽ có một cái sự hình dung rằng là ngày hôm đó mình sẽ tổ chức sinh nhật ở đâu, mình sẽ mặc đồ gì, con của mình sẽ mặc đồ gì, mình trong cái bầu không khí như thế nào, bao gồm những ai, mình tặng cho con những gì. Và ngày hôm đó giống như là một cái ngày rất là hạnh phúc với con của mình, một cái ngày thành công của đứa con đó. Và đứa con đó nói với mẹ những điều gì, nói với những người ba những điều gì, nói với lại những người bạn bè, và hạnh phúc như thế nào. Đó là một cái việc mà để các anh chị dễ hình dung hơn. Vậy thì cái việc mà các anh chị đặt ra một cái con số lợi nhuận và cái sức khỏe của mình, cái mối quan hệ sau 30 ngày. Thì ngay bây giờ chúng ta đang sống ở cái ngày 30 tháng 4 đó. Rồi các anh chị hãy cùng với Phúc viết một cái nhật ký thành công ha.
Phúc sẽ mô tả sơ qua để các anh chị viết. Và tối ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được các doanh nhân trong câu lạc bộ sẽ sửa cho các anh chị, và các anh chị sẽ hoàn thiện nó trong ngày hôm nay nha. Rồi ok, vậy thì hãy cùng với Phúc mô tả cái bức tranh của mình ha. Vậy thì hãy sống trong cái ngày 30 tháng 4, cái ngày các anh chị đạt được cái kết quả thành công rồi. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tôi có tổng lợi nhuận là 100 triệu đồng lợi nhuận trong tài khoản Techcombank của tôi. Ngay bây giờ, ngay lúc này, các anh chị đang ở một cái nhà hàng. Các anh chị phải biết được cái địa điểm đó ha. Ở nhà hàng và trong một cái khung cảnh nó như thế nào. Hãy dùng năm giác quan của mình để mô tả mô tả cái khung cảnh đó. Được không ạ? Ngay bây giờ các anh chị đang mặc bộ quần áo gì? Mình sẽ có một cái sự sang trọng ha, một tí xíu, bởi vì ngày hôm đó là cái ngày dành riêng cho chúng ta. Mình là sẽ là một cái nhân vật chính. Các anh chị sẽ mặc bộ quần áo gì? Một bộ vest màu trắng, một chiếc váy ôm body màu đỏ, màu vàng. Và các anh chị sẽ cảm nhận cái không khí xung quanh cái nhà hàng đó. Anh chị sẽ nhìn thấy mọi người như thế nào, cái khung cảnh như thế nào. Nhìn con của các anh chị mặc đồ gì, chồng của các anh chị mặc đồ gì. Và ngay bây giờ các anh chị đang ở trong một cái buổi tiệc. Những người phục vụ, những nhân viên rất là lịch thiệp, họ mang những cái thức ăn chuẩn bị cho buổi tiệc đến. Và các anh chị ngửi thấy mùi gì, các anh chị có cảm nhận điều gì? Và ngay bây giờ, ngay lúc này đây, các anh chị tuyên bố cái mục tiêu của mình đối với cho chồng của mình nghe, cho con của mình nghe. Và các anh chị có một cái cảm xúc như thế nào? Và để đẩy cái cảm xúc của mình lên thì chồng của chị chúc mừng chị như thế nào? Nói những cái câu từ gì và chúng ta đưa vào tiềm thức của mình? Đấy là một cái điểm nêu để chúng ta luôn nhớ, luôn nhắc nhớ cho mình là chúng ta đang được chồng chúc mừng thành công cho mình, con của mình chúc mừng. Hoặc là các anh chị sẽ thể gọi điện cho những người thân, những cái người mà có ý nghĩa với các anh chị, nhóm trưởng của các anh chị hoặc ba mẹ của anh chị, các anh chị đã đạt được cái mục tiêu đó rồi, và họ sẽ chúc mừng các chị như thế nào. Đó, và các anh chị hãy lưu ý một cái điều, đó là mình sẽ gói gọn trong một cái khung cảnh thôi, chúng ta đừng có di chuyển quá nhiều cái khung cảnh để chúng ta nó bị vơi đi với cái cảm xúc các anh chị nha. Và một cái số cái lưu ý trong cái quá trình mà để các anh chị đạt được cái mục tiêu này, đó là các anh chị phải cần lưu ý là mình trong cái hành trình này, chúng ta nè chọn cho mình một cái môi trường để các anh chị luôn tập trung suy nghĩ, học hỏi những cái điều mới, suy nghĩ tích cực, suy nghĩ lạc quan. Các anh chị có cho mình những cái hành động mới, đó là chưa bao giờ đọc sách thì đọc sách, chưa bao giờ biết thực hiện tình yêu thương và lòng biết ơn thì cùng thực hiện tình yêu thương và lòng biết ơn, chưa bao giờ các anh chị có những cái hành động như là mình tập trung vào những cái mục tiêu của mình, hoặc là chưa bao giờ các anh chị hỏi những ai, biết cái cách để học hỏi những ai, thì cũng sẽ có những cái người hỗ trợ. Và các anh chị phải sẵn lòng mình hỏi người đó, không biết ở đâu hỏi tại đó, vấp ngã ở đâu đứng lên tại đó, được không ạ? Hoặc là các anh chị có thể là mình gạt đi những cái hành động là trong cuộc sống, thay vì mình cứ than vãn, mình đổ lỗi, mình cứ biện minh cho cái cuộc sống này, tại sao nó như thế này, tại sao như thế kia, thì trong cái tháng tư này các anh chị hãy sống với cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Đó là những cái hành động ha. Các anh chị có thể tham gia, đặc biệt là tham gia học tập những cái buổi Zoom. Nếu như các anh chị chưa có cái môi trường thì có thể nhắn cho Phúc để Phúc add các anh chị vào nhóm, được học tập, được phát triển bản thân mỗi ngày. Chúng ta sẽ nâng cái tư duy của mình và luôn luôn sống trong một cái tần số của cái mục tiêu, của cái ước mơ đó anh chị ha. Rồi ngày hôm nay thì Phúc cũng biết ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã dành cái thời gian lắng nghe cái chia sẻ của Phúc. Và ngày hôm nay nếu như các anh chị thực sự nghiêm túc với cái cuộc đời của mình, nghiêm túc với cái hành trình thành công của mình, thì các anh chị hãy hoàn thành cái bức tranh, có thể gửi cho Phúc chỉnh sửa.
Và các anh chị mình có nhóm trưởng rồi thì hãy gửi cho nhóm trưởng sữa, và chúng ta sẽ được chết lại, được chỉnh sửa lại rất là chỉnh chu trong buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Rồi ngày thì cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều, và chúc cho cả nhà có một ngày mới vô cùng là thành công nha. Rồi ngay bây giờ thì Phúc sẽ kết thúc livestream tại đây. Xin chào cả nhà nha, hẹn cả nhà trong cái livestream tiếp theo.